Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Các bạn thân mến, hôm trước tôi có gặp lại cô bạn cấp 3 của mình. Cô ấy đã hoàn toàn thay đổi ngoại hình, khiến tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên. Nhìn cô ấy, tôi lại cứ nghĩ rằng chắc cô ấy đang mang thai. Thế nhưng khi hỏi ra mới biết rằng đó chính là chiếc bụng ngấn mỡ của cô ấy. Cô ấy than vãn với tôi rằng vòng eo con kiến thời thiếu nữ đã chạm mốc 90cm sau khi sinh đứa con đầu lòng. Với cơ thể xô xề khiến cô ấy ngại giao tiếp, khó diện quần áo đẹp, thậm chí khiến cô ấy gặp nhiều các vấn đề về sức khỏe. Cô ấy đã thử trăm cách giảm cân khác nhau như nhịn ăn, uống giấm, dùng thuốc giảm cân cấp tốc. Sau nhiều tuần thực hiện chế độ ăn uống kham khổ, tập luyện quá sức thì cân nặng xuống được 2kg nhưng vòng eo không hề thuyên giảm. Không chỉ riêng cô bạn tôi mà chắc hẳn có rất nhiều chị em phụ nữ cũng đang mơ ước sở hữu vòng eo con kiến phải không ạ? Nếu các bạn cũng đang lo lắng về điều này, hãy theo dõi video ngày hôm nay của Sống An Nhiên. Chúng tôi sẽ bật mí những cách đánh tan mỡ bụng đơn giản và hiệu quả mà ai cũng có thể thực hiện được, giúp chị em tìm lại được dáng vóc cân đối và cơ thể khỏe mạnh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi đi vào nội dung chính của video, chúng ta cùng tìm hiểu mỡ bụng là gì. Các bạn thân mến, cơ thể con người chúng ta tồn tại 3 loại chất béo, đó chính là chất béo lưu thông trong máu, mỡ dưới da và mỡ nội tạng. Và nhiều người có thắc mắc là làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được đâu là lớp mỡ bụng dưới da, đâu là mỡ nội tạng. Cách nhận biết thật đơn giản, mỡ dưới da là lớp mỡ mà chúng ta có thể dễ dàng phát hiện được bằng mắt hoặc cảm nhận bằng cách sờ hay nắn, còn mỡ nội tạng thì không. Tại sao phải giảm mỡ bụng? Câu hỏi nghe có vẻ kỳ quặc, thế nhưng khi nghe đáp án sau, thì bạn sẽ muốn ngay lập tức tống khứ đám mỡ bụng dưới vô cùng khó chịu này. Hầu hết cả nam và nữ đều gặp phải tình trạng mỡ bụng tích tụ quá nhiều. Chúng vừa là mầm mống gây ra hàng loạt bệnh tật nguy hiểm, vừa ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ nữa đó. Vì vậy, các chuyên gia khuyên chúng ta cần khắc phục càng sớm càng tốt. Béo bụng sẽ gây ra một số bệnh tật nguy hiểm như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ hay rối loạn nội tiết tố cơ thể. Các bệnh về ung thư như ung thư vú, ung thư buồng trứng do hàm lượng chất béo cao khiến quá trình chuyển hóa trong cơ thể rối loạn, kích thích lượng estrogen trong cơ thể sản sinh vượt mức. Khi bị béo bụng, chúng ta thường cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và không thoải mái. Thậm chí, khi vận động, cảm thấy khó khăn hơn nữa đấy. Với phần bụng to sẽ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, làm cho thân hình mất cân đối. Hầu hết những người béo bụng đều cảm thấy xấu xí, tự ti và mặc cảm. Chính vì vậy, chúng ta cần khắc phục càng sớm càng tốt tình trạng béo bụng của mình để duy trì sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và sở hữu vóc dáng thanh tú và thon gọn hơn. Dưới đây là những cách giảm mỡ bụng đơn giản và hiệu quả. Cách thứ nhất đó là sử dụng mật ong. Mật ong không còn quá xa lạ đối với mỗi chúng ta phải không ạ? Mật ong được xem là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe của con người. Mặc dù trong mật ong có chứa đường, nhưng lượng đường ở đây là đường tự nhiên, được lấy từ phấn hoa nên không hề gây béo, mà còn có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể nữa đấy. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm giảm mỡ bụng bằng mật ong. Mật ong không những giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất mà còn giúp chuyển hóa thành phần dinh dưỡng. Do đó, chúng ta có thể kết hợp mật ong với chanh uống vào buổi sáng sớm hoặc sau các bữa ăn để có thể tiêu hóa tốt hơn và giúp loại bỏ được lượng mỡ thừa một cách hiệu quả. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị một quả chanh và một thìa cà phê mật ong. Sau đó, vắt nước từ 1/4 quả chanh và một thìa cà phê mật ong cùng một cốc nước ấm và khuấy đều. Như vậy, bạn đã có ngay một thức uống thơm ngon và bổ dưỡng rồi đấy. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý nên uống trước bữa ăn sáng nhé. Nếu muốn uống một cốc mật ong và chanh vào buổi tối, thì nên uống trước khi đi ngủ khoảng 30 phút để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Đối với những người có bệnh về dạ dày thì chỉ nên uống mật ong và chanh sau khi ăn bữa sáng thật no nê các bạn nhé. Cách thứ hai đó là sử dụng gừng. Gừng không chỉ là một loại gia vị của nhà bếp mà gừng còn được biết đến với công dụng thần kỳ giúp bạn loại bỏ mỡ vùng bụng hiệu quả. Sử dụng gừng tươi hay rượu gừng là phương pháp dân gian mà các bạn hoàn toàn có thể áp dụng mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhờ vào đặc tính ấm, nóng và chứa nhiều dưỡng chất có khả năng làm thúc đẩy quá trình trao đổi chất cả cơ thể, ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa. Nước gừng giảm mỡ bụng là phương pháp truyền thống để giúp chị em có vóc dáng đẹp.
với công dụng chủ yếu của gừng là cải thiện hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, cũng như đốt cháy lượng mỡ dư thừa, thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả. Các bạn đun sôi khoảng 1,5 lít nước lọc, sau đó bỏ vào một lát gừng đã đập dập. Số lượng gừng tùy thuộc vào khẩu vị cũng như sở thích của từng người. Sau đó, dùng nước gừng hàng ngày trước bữa ăn. Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý tránh uống nước gừng quá trễ vào ban đêm, cũng như không nên lạm dụng đồ uống này, tránh gây hại cho sức khỏe của bạn đấy nhé. Ngoài ra, rượu gừng cũng chính là thần dược giúp bạn giảm mỡ bụng hiệu quả từ trong ra ngoài. Với phương pháp này, các bạn cần thực hiện như sau. Đầu tiên, giã nhuyễn 1kg gừng tươi và 1 lít rượu trắng. Sau đó ngâm chừng khoảng 1 tháng thì lấy hỗn hợp này đắp bụng và massage hàng ngày. Chất gingerol có trong gừng sẽ làm nóng, giúp tiêu lượng mỡ cục ở vùng bụng. Các bạn có biết, rượu chính là chất dẫn tinh dầu gừng thấm vào vùng mỡ dưới da của bạn và làm tăng phân hủy mỡ nơi này. Do đó, các bạn nên chọn gừng tươi và già để thực hiện nhé. Cách thứ ba đó là sử dụng chanh tươi. Bạn thân mến, chanh là một loại quả vô cùng quen thuộc với người dân Việt. Với giá cực rẻ, loại quả này đem lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Đặc biệt, giúp bạn giảm mỡ bụng rất hiệu quả nữa đấy. Trong chanh có chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường tốc độ đốt cháy chất béo nhanh. Nếu kết hợp với một số thực phẩm như mật ong, gừng hay muối sẽ thúc đẩy hiệu quả giảm cân nhanh chóng. Phương pháp giảm mỡ bụng bằng chanh là một trong những cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm tại nhà đó. Các bước làm đều rất dễ thực hiện, không mất nhiều thời gian với những công thức dưới đây. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị chanh tươi, sau đó vắt lấy nước, pha nước chanh cùng 250ml nước ấm và muối trắng. Bạn có thể uống nước chanh pha loãng vào mỗi buổi sáng thay cho nước lọc. Ngoài ra, các bạn có thể dùng chanh tươi đắp để giảm mỡ bụng bằng cách cắt lát và đắp lên vùng bụng mỗi ngày. Thực hiện massage khoảng 20 phút. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, bạn nên thực hiện đều để đạt được hiệu quả nhanh trong một tuần nhé. Cách thứ tư đó là uống trà xanh giảm mỡ bụng trên và dưới. Trong thời gian gần đây, trà xanh luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người bởi những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Đặc biệt, đối với chị em phụ nữ thì trà xanh chính là vị cứu tinh giúp giảm cân vô cùng hữu hiệu. Không phải ngẫu nhiên mà phụ nữ Nhật lại thích uống trà xanh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong trà xanh có chứa một số thành phần đặc biệt là caffeine, polyphenol, catechin. Các hóa chất này có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường đốt cháy chất béo và hạn chế tích tụ các mô mỡ ở vùng bụng. Cách đơn giản nhất để giảm mỡ bụng đó là uống nước trà xanh. Các bạn có thể sử dụng lá chè tươi hoặc chè khô để pha trà đều được nhé. Cách pha chè tươi ngon được thực hiện theo các bước như sau. Các bạn sử dụng khoảng 10 lá chè tươi, lưu ý không bị dập nát và không quá già cũng không quá non nhé. Sau đó, ngâm lá chè qua nước muối pha loãng khoảng 5 phút để loại bỏ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đang còn sót lại rồi rửa lại lần nữa với nước. Vò sơ lá chè rồi cho vào ấm bằng sứ. Các bạn cho nước sôi vào để hãm chè và đậy nắp hãm trong khoảng 20 đến 30 phút là có thể thưởng thức tách trà rồi đấy. Cách thứ 5 đó là nước ép dưa leo. Dưa chuột hay dưa leo là loại thực phẩm được trồng nhiều tại các vùng khí hậu nhiệt đới, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ ẩm thực đến làm đẹp. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong dưa chuột chứa hàm lượng lớn chất xơ và nước có tác dụng đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tiêu mỡ cực kỳ hiệu quả nữa đấy. Khác biệt so với những cách giảm béo từ muối hay dầu dừa thường được sử dụng cơ chế là massage bên ngoài, nhưng với dưa chuột, đa số công thức giảm béo đều thông qua hệ tiêu hóa của con người. Để có một ly nước ép dưa chuột giảm mỡ bụng, bạn cần chuẩn bị 3 quả dưa chuột, ngâm sát khuẩn trong nước muối pha loãng 5 đến 10 phút, rồi rửa qua nước sạch và bổ dọc. Tiếp theo, bạn cho 200ml nước và dưa leo đã bổ nhỏ vào máy xay sinh tố và nghiền nhuyễn. Để tách bã, bạn hãy dùng dây lọc chắt lấy phần nước cốt dưa leo. Như vậy, với những bước làm đơn giản, bạn đã có một ly nước ép thơm ngon để uống vào buổi sáng và buổi chiều để đánh bay mỡ bụng rồi đó. Cách thứ 6 đó là nước ép bưởi. Các bạn thân mến, bưởi là một loại cây ăn quả rất dễ trồng, lúc còn non có màu xanh lục cho tới khi chín có màu vàng. Với những múi dày, có vị ngọt hoặc chua tùy vào từng loại bưởi. Bưởi cung cấp lượng vitamin dồi dào, mang đến một nguồn năng lượng và sức đề kháng cho cơ thể. Trong bưởi có lượng calo thấp nên có tác dụng giảm cân rất nhanh.
Ngoài ra, việc uống nước ép bưởi sẽ khiến bạn có cảm giác no lâu vì bưởi có nhiều chất xơ giúp tiêu hóa thức ăn nhanh, tránh bị tích tụ mỡ thừa gây nguy cơ thừa cân, béo phì. Ngoài ra, bưởi còn làm giảm nồng độ insulin nữa đấy. Khi nồng độ insulin thấp sẽ giúp cơ thể chúng ta dự trữ được năng lượng cần thiết và đốt cháy lượng mỡ thừa, đặc biệt là ở vùng bụng, mà một trong những thực phẩm giúp giảm insulin trong máu nhanh chóng chính là nước ép bưởi đó. Nếu bạn đang gặp vấn đề về cân nặng hay bị béo bụng thì nên uống nước ép bưởi mỗi ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý uống nước ép bưởi trước và sau khi ăn 3 bữa chính trong ngày để tăng hiệu quả giảm cân hơn nhé. Các bạn thân mến, cân nặng luôn là nỗi ám ảnh của hầu hết các chị em phụ nữ chúng ta. Chắc chắn ai cũng mong muốn sở hữu một thân hình mảnh mai, giúp chị em tự tin bước xuống phố hay thoải mái diện quần áo mà không ngại phô ra những đường nét cơ thể. Chỉ với những phương pháp dễ thực hiện ở trên sẽ giúp chị em xua tan mỡ bụng rất hiệu quả. Ngoài ra, chị em cũng cần duy trì những thói quen dưới đây. Không chỉ lượng mỡ tích tụ ở vùng bụng sẽ nhanh chóng biến mất, mà còn trả lại thân hình thon gọn đến bất ngờ nữa đấy. Hãy tiếp tục theo dõi video để áp dụng ngay từ hôm nay nhé! Thói quen thứ nhất đó là đứng thẳng lưng và hóp bụng. Các bạn thân mến, nhắc đến thói quen này, chắc hẳn nhiều người sẽ thấy kỳ lạ đúng không nào? Thế nhưng đây là một thói quen ít ai ngờ đến hiệu quả bất ngờ của nó. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng, thói quen đứng thẳng lưng và hóp chặt bụng thường xuyên sẽ giúp bạn đốt cháy lượng mỡ thừa nhanh hơn bình thường nữa đấy. Chỉ cần chúng ta giữ tư thế thẳng đứng và hóp bụng sẽ giúp cột sống của bạn khỏe hơn. Ngoài ra, vùng cơ bụng sẽ được ở trong trạng thái như đang tập thể dục, giúp cho vòng eo của bạn thon gọn như mơ ước. Khi ngồi thẳng lưng làm việc được cho là một thói quen làm giảm mỡ bụng vô cùng hiệu quả. Nó sẽ giúp cho lượng mỡ bụng được đốt cháy mạnh mẽ hơn so với việc bạn ngồi cong lưng. Đặc biệt, đối với những người làm văn phòng phải ngồi nhiều giờ trước máy tính thì đây chính là bí quyết giúp chị em lấy lại vóc dáng. Vì vậy, bạn hãy áp dụng mỗi ngày để cải thiện vòng hai và cột sống nhé! Thói quen thứ hai đó là đi ngủ đủ giấc và đúng giờ. Khi cuộc sống bộn bề khiến con người phải làm việc nhiều hơn và có rất ít thời gian để nghỉ ngơi và ngủ. Do đó, có rất nhiều người thường rơi vào trạng thái mất ngủ, khó ngủ hay thậm chí là thức đêm để học tập và làm việc. Thế nhưng, chúng ta không hề biết giấc ngủ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc duy trì suy nghĩ nhạy bén của chúng ta. Ngoài ra, giấc ngủ còn giúp bảo vệ não trước các vấn đề về trí nhớ nữa đấy. Bên cạnh đó, giấc ngủ còn quyết định đến số đo vòng eo của bạn. Nếu chúng ta ngủ đúng giờ và có một giấc ngủ sâu hơn, thì các bộ phận trong cơ thể sẽ hoạt động năng suất hơn. Quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Điều này sẽ giúp bạn đốt một lượng calo rất lớn và làm giảm mỡ bụng đáng kể nữa đấy. Khi bạn có một giấc ngủ ngon và đủ chất lượng, cơ thể bạn sẽ luôn trong trạng thái tỉnh táo và tinh thần thoải mái. Do đó, bạn sẽ có thêm tinh thần để học tập và làm việc hiệu quả hơn. Thói quen thứ ba đó là tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Không ai có thể phủ nhận những công dụng tuyệt vời của việc tập luyện thể dục thể thao đúng không ạ? Tập luyện thể dục thể thao có tác động rất lớn đến việc giảm mỡ toàn thân, chứ không chỉ mình mỡ bụng đâu nhé. Tuy nhiên, nếu bạn đang lười và không muốn đi tập thì hãy dành 30 phút để đi bộ mỗi ngày, giúp cải thiện lượng mỡ thừa trong cơ thể nữa đấy. Và để có một vòng eo thon gọn và săn chắc, những bài tập bụng sẽ giúp đốt cháy mỡ vùng eo hiệu quả là một trong những điều không thể không nhắc đến. Vì vậy, bạn hãy dành nhiều thời gian để tập một số bài tập như gập bụng, đứng uốn lượn, nâng chân lên cao. Thói quen thứ tư, giữ đầu óc thư giãn, tránh stress. Bạn thân mến, theo nhiều nghiên cứu, nếu chúng ta để cơ thể ở trong trạng thái căng thẳng quá mức, khi đó cơ thể sẽ sinh ra chất cortisol. Đây là một loại hormone hỗ trợ cơ thể tích tụ mỡ, đặc biệt là lượng mỡ thừa ở vòng eo đó. Thậm chí, khi bạn đang ở trong trạng thái stress, cơ thể sẽ tích trữ lượng mỡ thừa cao hơn gấp 4 lần bình thường. Điều này khiến cho vòng hai của bạn tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, kiểm soát stress chính là một thói quen giúp giảm mỡ bụng khá hiệu quả. Để giảm stress, các bạn có thể thực hiện một số hành động giúp tinh thần sảng khoái và thoải mái như bơi lội, đọc sách, xem phim hay nghe nhạc. Những hành động này sẽ giúp tinh thần bạn sảng khoái và thoải mái hơn sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Như vậy, để có được thân hình gợi cảm và thon gọn không hề khó như các bạn nghĩ phải không ạ? Việc giảm mỡ bụng khác hoàn toàn với việc giảm cân, do đó phải thực hiện thật kiên trì mới có được kết quả như mong muốn. Bạn có thể thực hiện tại nhà, không cần dùng đến bất cứ loại thuốc nào.
Nếu nghiêm túc thực hiện thì có thể chỉ sau 3 ngày, vòng eo của bạn sẽ được cải thiện đáng kể đấy. Các quý khán giả của Sống An Nhiên hãy thử áp dụng những phương pháp trên và cho chúng tôi phản hồi bằng cách bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.